cho tỷ lệ lạm phát của USD là như này, Việt Nam đồng là như này, tỷ giá tăng từng này. Câu này nó giống một câu để giống một chữ hay sao ấy. Tỷ lạm phát USD cho Việt Nam đồng, tỷ giá tăng 5%, 7% định giá thực cao thấp. Đấy, thì mình lại gọi E các thứ này đúng Vâng. Không và E1 tăng thì là E0 nhân cho 1 cộng 5% thì E1 bằng 1,05. không? Đây là giống câu trên, nhưng mà câu trên mình tính ra là câu ở đấy trên ấy, mình tính ra là ngang giá đúng không, ngang giá luôn, nhưng mà bây giờ không như thế nữa rồi, không ngang giá nữa rồi. Tại sao? Tại vì lúc trước anh cho là lạm phát của USD là 0% đấy ở đấy trên đúng không, thì nó sẽ là ngang giá, với cả cái này cũng tăng 4% giống cái này này thì nó gọi là ngang giá, nhưng mà bây giờ không, không phải như thế đấy. Chắc chắn nó sẽ là định giá cao thấp rồi, thì mình cũng giả sử E0 ra thôi, E0 vào đầu năm đấy, E1, E1 hay là gọi là EM đây đúng không, là cuối năm mình sẽ có E1 này, nó tăng 5%, tức là E1 bằng bao nhiêu hay không, 1,05 Một phẩy không năm hay không? Tiếp theo mình lại tính EP nhá, tính EP theo công thức của ngang giá sức mua PPP đấy, thì mình lại tính được E0, từ từ, EP bằng gì, bằng E0 đúng không, nhân E0 nhân 1 cộng pi chia 1 cộng pi sao? đúng không, một cộng pi trên một cộng pi sao, anh xác định pi luôn, pi là bao nhiêu, 4 đúng không, 4%, pi sao là nhiêu, 2 đúng không, 2%. rồi một cộng pi trên một cộng pi sao là như vậy, vậy nó bằng bao nhiêu đấy, mình thấy nó không bằng nhau nữa rồi đúng không, em và ep không bằng nhau nữa rồi, đây em nhé. Ok, EP. Đúng, E0 EP bằng 1,02 E0. Đúng rồi, 1,02 E0. Rồi, xong sau đó ấy, mình sẽ xác định này, VC và VT đúng không? VC Vâng. Ăn R. được bạn tốt. VCR thì bằng cái gì nhỉ? EM trừ EP, nhớ nhá. Và VC mình sẽ lấy EM trừ EP. EM trừ đi EP, tất cả chia cho EP nhân 100 đúng không? Còn ý, VT thì ngược lại. VT nó sẽ bằng là EP. Là trừ M. Ok, đấy thì em tính ra giúp anh. M đây, EP đây, đúng không? Đấy, tóm lại là mình có thể cho E0 bằng 1 luôn đi cho dễ đúng không? Tức là cái này mất luôn, cái này mất luôn. Thậm chí em thay ở đây thì nó chi tiêu nhau cũng mất đấy. Thì em có thể cho luôn như này này, bấm cho nhanh. Cho được đi nè. Được, Ok, được. bản chất là bao nhiêu cũng được, thì em cho là 1 tỷ thì cho ở đây nó cũng chia cho nhau hết rồi mà. E0 này, tức là cái này trừ một số E0 trừ một số E0 chia một số E0, thì em rút E0 đến tử ra thì chia theo nhau mất đúng không, đấy có thể anh coi nó là một luôn đây đi, dễ, anh coi E0 bằng một ở đầu năm thì đấy mình có M vậy, như này là xong, không thì em để E0 cũng được, nói chung là chia nhau nó vẫn ra thôi, để này thì bỏ máy nhanh thôi. Lên cho em cái đáp án đi. Ê, sao không ra, nó không ra như thế nhỉ? Vậy chắc chắn không, E, M trừ EP đúng không? Thì là nhầm 1,05. ôi rồi điểm Bị chuẩn nhầm. Bấm bấm sai, rồi, 1,05 thì là EC định giá thực cao là 2,94 này. Là câu A thôi. Câu A. Đúng không? có biết đâu, đúng cô ạ. Tính ra đúng là đúng mà, lại còn phải hỏi đúng không, đúng luôn. Ok, tiếp đi. Ok, đi vay đồng tiền Lại cho nào, mình. tính đồng tiền đi vay, đồng tiền đầu tư dễ rồi, lãi suất quy đổi đó, nhớ là cứ nhớ là đi Vậy vay đồng đến tiền lãi tính. suất thấp, đầu tư đồng tiền lãi cao đấy, em Vay thấp đầu tư cao, ok. có thể chuyển từ Thì từ đồng C đồng T, đồng T đồng em C đều hay được. chuyển RC sang, em chuyển hay chuyển C sang T luôn. Rượu thịt chó đấy à, Nhớ một công thức thôi cho đỡ loạn. đúng rồi. Nhớ một công thức cho đỡ loạn. Ok, thế nào cũng được mà, thật ra nó sẽ cho mình hết để mình có thể làm nhạc được, tùy người chúng cứ làm ra xong so sánh, cái nào rẻ thì chọn vay đồng ý, cái nó hỏi đi vay đồng nào,
thì cái nào rẻ thì mình sẽ vay. 1,78 so với USD bé hơn 2 thì là thấp, thì là đi vay đồng nào, vay đồng thấp đúng không, vay đồng thấp thì là là đi đi vào vay GBP câu A anh xem đúng không. Chuẩn men. Được rồi anh nhỉ. Ok. Thôi, 10 điểm. Rồi. Em đang mong được mời được. Ê, em có liên hệ, em có nên học không? Không biết năm anh không có liên hệ nha, xong bây giờ anh mới thấy các bạn bảo ô anh trước có liên hệ đi mà ôi 1 điểm mà anh em thấy dài mấy trang ngày thôi. Có, em có đáp án rồi nhưng mà dài lắm ý, chắc là phải học ý thôi. Ừ, họ nghĩ là cái gì ghi ý mà nói chung cứ ghi là có điểm ít nhiều thôi. Rồi ok, nên với cả anh nghĩ là mình nên chắc hết với phần này nó sẽ dễ hơn cái kiếm 1 điểm ý. Thật ra mình khoanh mình có trắc nghiệm là đủ rồi, đủ 1 điểm ở đấy luôn rồi, chứ 1 điểm thấy anh khó lắm. Theo PVP thì tỷ giá giữa hai quốc Theo gia dễ rồi đúng. PVP thì tỷ giá của hai quốc gia luôn phải bằng một ạ. Đúng rồi, bằng 1 đúng không? Đấy, bằng 1. Ok. Bởi Ok. vì cái P chia P sao đúng không? Biết rồi, E bằng P chia P sao. Đấy thì hai cái giá phải bằng 1 thì nó mới là ngang hàng sức mua, tức là giá nó mình bằng giá nước người ta ấy. Rồi. Khi tỷ giá kỳ hạn lớn hơn tỷ giá giao ngay kỳ vọng, nhà đầu cơ làm gì để có lãi? Ừ. Kỳ hạn lớn hơn Tỷ giá kỳ giao hạn lớn ngay. hơn FE lớn hơn nào, từ từ em đếm tự làm xem, FET FE lớn hơn thì mình là mua mua cái thấp bán cái cao, mua thấp thì là mua giao ngay bán kỳ hạn, là Đúng bán rồi. kỳ hạn mua giao ngay cô B. Đúng rồi. Đấy, dễ thôi đúng không? Mình cứ thấy mua rẻ bán đắt là được. Cái nào rẻ mình mua cái ý. Ok. Rồi, lại là lạm phát, tính tỷ lệ thay đổi. Cái này giống đúng không? Anh thấy câu hỏi này gặp mấy lần rồi nhỉ? Thế đầu năm 20 tính tỷ lệ phần trăm của tỷ giá cuối năm 2020 so với. Cái đáp án này nó nhảy đâu lấy thật đấy. Của đầu năm 2017 so với cuối năm thì là tính cả Cất luôn. luôn. Ừ. Nếu mà cuối năm 2017 thì mình sẽ tính từ 2018. Ừ. Mình cứ lấy một cộng pi năm 2017 như một cộng pi 2018, pi 2019, 20. Đấy, xong mình chia cho một cộng pi sao các thứ xong nhớ nhân với tỷ giá. Ờ, không ạ. Đây là tính phần tỷ lệ phần trăm thay đổi rồi mà, đúng Cái này không? trừ một trước. Ừ. Lắc lắc. Trừ một đúng không? Ừ, đúng rồi. Tính ra cái tích đó xong rồi trừ đi một. Còn nếu mà nó là tính tỷ giá luôn ấy thì Ok. mình phải lấy E0 nhân. Nhưng bây giờ tính thay đổi thì mình sẽ tính cái tích và trừ đi một thôi. Cái đầu nha đúng Ừ. không? Ok. Âm không phở A giảm thành là âm nhân 100 này. Âm 2,803 câu B. Ừ. Đấy, nó nhìn có đáp án này. Âm 2,803, âm 2,083. Chết. Nhìn không kỹ là thôi. Thôi rồi luôn. Ok. Đấy, tính ra đúng không? Và tính ra phải nhân 100 thì mình mới thấy cái này, đúng không? Còn không, nó sẽ là không phải bao nhiêu đấy. Rồi, để làm sao? Ừ. Tiếp Tiếp cái gì rồi? Tiếp nãy giờ anh rồi tỷ đây. giá cố định khi tỷ giá thấp hơn mức cân bằng, tỷ giá thấp hơn mức cân bằng thế thì nếu mà tỷ giá thấp hơn mức cân bằng thì là để nội tệ khỏi lên giá đúng không? Tỷ giá thấp hơn giá cân bằng. Từ từ. Đâu? Tỷ giá thấp hơn giá cân bằng thì ngoại tệ thấp của nội tệ đang cao mà. Và thế thì là nội tệ đang cao thì là nó khỏi giảm giá. Đúng rồi, nó khỏi khỏi giảm giá. Thấy chưa? Khỏi giảm Còn giá. tỷ giá thấp hơn mức cân bằng thì suy ra là nội tệ là đang định giá cao. Ừ, chỉ là nội tệ khỏi Thì giảm là giá nó luôn. sẽ là khỏi giảm giá. Ok, nhưng mà dự trữ ngoại hối Em thì thấy bây giờ là muốn vẫn muốn nó định giá cao thì phải mua nội tệ và bán ngoại.
đúng không, vẫn muốn nó cao ấy thì mua nội tệ làm tăng cầu nội tệ, bán ngoại tệ làm tăng cung ngoại tệ, và tóm lại bán ngoại tệ thì dự trữ ngoại hối tăng hay giảm. Ổn Bán thì không? bán ngoại tệ thì dự trữ ngoại hối phải giảm chứ, Đúng rồi, thì đáp án. giảm thì là khỏi giảm giá và là dự trữ ngoại hối phải giảm là B. Nó sẽ khỏi làm giá đúng không? Vậy thôi. Đấy, mình phân tích lại nhá, muốn lại một lần này. Đây là gì? Khi tỷ giá thấp hơn mức cân bằng. Giá thấp hơn mức cân bằng tức là gì? Tức là ấy, cái người ta đặt ra cái tỷ giá cố định ấy, thấp hơn giá cân bằng ấy. Thì làm sao? Thế mà cố định thấp hơn giá cân bằng tức là tóm lại là ngoại tệ đang thấp, đúng không? Nội tệ đang cao. Mà nội tệ cao ấy tức là người ta muốn nội tệ không giảm giá, đúng không? Không giảm giá. Thì nếu mà không giảm giá ấy, mình phải tăng cầu nội tệ lên, đúng không? Tức là mua nội tệ ấy, thì em tăng cầu nội tệ, và mua nội tệ tương ứng sẽ là bán ngoại tệ. Bán ngoại tệ thì dự trữ ngoại hối sẽ phải giảm thôi, đúng không? Vì phải lấy ngoại tệ ra để bán mà. Thì giảm cái tiền ngoại tệ trong cái dự trữ ngoại hối đó, được chưa? Chỗ nào là đúng? Cán cân thương mại là cán cân hữu hình, cán cân thương mại là cán cân vô hình. Cán cân thương mại bao gồm tất cả hàng hóa hữu hình. Rồi trong cán cân thương mại xuất khẩu làm phát sinh khoản thu nên ghi có, và nhập khẩu phát sinh khoản chi nên ghi nợ. Câu 4 này. Câu D ấy. D có là cộng à? Có là cộng đúng không hay sao? Ghi có là cộng. Đây xem lại nhé. Đây hơi lag một tí chỗ này. Đây. Ủa anh ghi mỗi cộng ghi trừ ghi có vậy. Xuất thì là cộng, nhập ghi trừ. Nhưng mà cộng có phải là có không hay cộng là cái nợ nhỉ? Cộng là Nhìn. có má. Chết rồi, anh giả vờ thôi. Đấy, thật ra anh nhớ mà. Nhưng mà đáp án đúng đấy. Thì đây, em phải tự xem nhỉ. Cộng là có thì đúng rồi. Nếu cộng là có Nhưng thì mà đúng. ý là cán cân thương mại, thế thì cán cân thương mại là cán cân gì? Mại đây, trời ơi. Đây. Là cán cân vô hữu. Đây này, cái thương mại đây. Xuất khẩu hàng hóa. Ok. Đúng không? Nhưng em chắc chắc chắn là có là cộng chứ. Ghi có là ghi cộng đúng không? Đúng không ơi? Ok, tiếp đi. Ghi có ghi cộng rồi đúng không? Nếu chắc chắn nghĩ thì câu này sẽ đúng. Nhưng mà anh chắc chắn rồi nhỉ? Cán cân em nghĩ câu A, bây giờ em lại nghĩ câu A tại vì em thấy người ta bảo cán cân thương mại là cán cân hữu hình, À, mình xem nhá. không biết. Đúng rồi. À đây 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 đây. Ừ, xuất khẩu hóa cái có này. Nhỉ. Nhỉ nhỉ. Có giải toán này. Khi mà xuất khẩu thì ghi có, nhập khẩu thì ghi nợ. Đúng rồi. Đấy, khi xuất khẩu ghi có ghi cộng, nhập khẩu ghi trừ đúng không? Nợ là trừ, có là cộng. Ok. Rồi. Vậy đây là gì? Xuất khẩu là phát sinh khoản thu nên ghi có, và nhập khẩu là phát sinh khoản chi nên ghi nợ. Đúng mà, câu này đúng mà. À anh biết rồi, câu này chọn đáp án sai nhá. Vãi. Anh có được chết nhầm đề rồi. Lang 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 sai Thế nha. thì cán cân thương mại là cán cân gì? Câu B. Đúng Câu rồi, B. vì Vì anh cán thảo cân nào thương ạ, mại là cán cân hữu hình. anh thấy cái nào cũng đúng. Hóa ra anh chết nhầm đáp án, à chết nhầm đề nha. Đây, hữu Thế hình là tiếp đúng đi rồi này. nhá, câu 15. Hữu hình xuất nhập khẩu hàng hóa này, thêm nữa là gồm tất cả hàng hóa hữu hình đúng không? Là cũng đúng này, ý tưởng ý A C giống nhau. Còn đây, xuất khẩu ghi có vừa nói rồi, nhập khẩu ghi trừ. Ok. Chắc nhầm đề thôi, không sao. Câu 15. Cho giá của rổ hàng hóa tiêu Câu chuẩn. này câu A đấy, lúc tối làm rồi. Cái này câu lúc tối làm rồi. Y hệt đúng không? Mình nhớ y hệt thế. Đấy, y hệt cái đề hôm 1 đấy, đề 1 trước là. Xa này. Đây. Câu 16. Với các nhân tố khác không đổi, nếu một quốc gia áp đặt Thuế mức quan. thuế quan nhập khẩu thấp hơn nước khác sẽ làm cho đồng tiền nước này làm sao? Thuế nhập khẩu giảm. À, thấp hơn thuế quan nhập khẩu, thấp hơn thì là cầu, câu nhập khẩu
Thấp hơn thì cầu nhập khẩu tăng đúng không? Thấp hơn thì cầu nhập khẩu tăng. Đúng rồi. Cầu nhập khẩu tăng thì cầu dịch phải thì E tăng thì C tăng, C tăng là T tăng. C tăng. Đồng tiền nước này là C giảm, là giảm giá trong ngắn hạn à? Đồng tiền nước này là T chứ trời. Ờ thì T là T giảm ấy mà. T Ừ. giảm là giảm giá đó. Ừ, thì em bảo C, em anh nghe rồi em bảo C mà. Giảm giá trong ngắn hạn đúng không? Dài chưa? Hôm qua trước rồi mà, đây. Sao mà câu này anh chữa ở trong cái là ngắn mà trong cái trong 4 ấy, video trong 4 ấy. Là chắc sai đấy. Bây giờ mới đúng rồi. Cái này là gì? Là dài hết đúng không? Cái này là dài bởi vì đây là nhá, anh đã nói rồi, đây là kiểu vĩ mô ấy. Những cái vĩ mô ấy thì nó sẽ thường có tác động sau 1 năm. Mức thuế quan nhập khẩu này cũng phải Nhưng từ mà hôm từ nay chứ. anh viết là tác động ngay nên là ngắn hạn. Thế tác động ngay là Vãi. cái ấy, là cái lãi suất. Chắc nhầm rồi. Không. Không, câu này này. Câu này là câu 11 với câu 12 trong sách bài tập mà. Hồi đó anh lag ấy, không sao, ai cũng có sai lầm mà. Thế là dài hạn đúng Dài hạn không? Ok, thế thì giảm giá trong trường hạn. Ok, thế xem ok nhá, rồi. nhớ vĩ mô Ok. này, mấy cái kiểu chính sách vĩ mô ấy, như kiểu đặt mức thuế quan này các thứ ấy, thì nó là vĩ mô cho nên nó sẽ có tác động sau 1 năm cơ. Đấy, giảm giá trong dài hạn đấy, mình vừa suy luận đúng không? Rồi đó là thuế quan nhập khẩu hơn, tức là cầu nhập khẩu tăng, tức là cầu ngoại tệ tăng luôn đấy. Nói chung là E tăng thì làm cho T giảm. Rồi, khái niệm lên giá giảm giá áp dụng với tỷ giá nào? Lên giá giảm giá. Đấy. Lên giá giảm giá thì là tỷ giá thả nổi. Đúng rồi, lên giá giảm giá thì là thả nổi. Đấy, thả nổi thì mình thấy là năm trước như kia em này như này, đúng không? Thì gọi là lên giá giảm giá. Còn trong cố định ý, thì nó sẽ nói đến định giá cao thấp, phá giá, nâng giá, đúng không? Rồi, tóm lại là nói về Ok. cố định, chả có gì. Thả nổi. Lú luôn. Đây, thả nổi đúng Ok. Câu 18. Cho các thông số thị trường đầu năm 2020, đó là lãi suất USD là từng này, lãi suất GPE là từng này, tỷ giá giao ngay là từng này, tỷ giá kỳ hạn 3 tháng là từng này. Thì nhà đầu cơ bạn sẽ hoạt động đầu cơ tỷ giá kỳ hạn như nào có lãi. Rồi, tức là anh đã nói rồi, nó cho cái này không phải để chơi đúng không? Mà phải tính ra. Tính ra đã. Ok. Đấy, tính ra sau 3 tháng nó như nào, rồi mình so sánh với tỷ giá kỳ hạn. Thế mình so sánh giao ngay 3 tháng với kỳ hạn 3 tháng, xong mua rẻ bán đắt, thế xong. Ok. Là do ngay. Giao ngay mình áp dụng là cái S0 nhân N cộng R trên N cộng R sao. Đấy. Kỳ 1,4,91 thì là FE lớn hơn kỳ hạn lớn hơn thì là lớn thì là bán còn thấp mà là bán kỳ hạn mua giao ngay là bán kỳ hạn mua giao ngay có A đi anh ơi Gì á, chắc không? Đúng đầu rồi. bán Em tính ra S FE bằng bao lớn nhiêu? hơn SE đúng không? SE Em tính S bằng bao nhiêu? em tính được 114,91 à? Ừ. Thì mua 4,91 phải lớn hơn kỳ hạn chứ trời. 114,91. Kỳ hạn là cái này mà. À, quy nhầm nhầm chết 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 Đấy, em đấy, lại đấy, ra là đấy. 115 nhầm 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 114,91 lại so sánh với giao ngay 114 thì là Em sẽ so sánh SE giao ngay thì lúc sau là với giao mua ngay bây kỳ hạn giờ. bán Đúng không? Nên so sánh trong ngày mua sau. kỳ hạn bán giao ngay đúng không Lú luôn. thì là câu B Phải là B nhá. Đấy, phải xem so sánh với cái nào. vâng vâng biết rồi. Bằng hành vi can thiệp mua bán ngoại tệ thì ngân hàng có thể làm gì? Can thiệp mua bán ngoại tệ trên Forex. Không biết luôn. Ừ, em thấy này. Bằng Chỉ có hành thể là vi gì? đến Mua Forex. bán thôi, mua bán thôi. Mua đấy, tức là ví dụ mà mua thì làm như nào, làm tăng gì nào? Tăng cầu à? Còn Bán là tăng còn bán cầu. thì làm tăng gì? Hả? Trời ơi, mua thì làm Mua tăng thì gì? tăng cầu mà bán thì là tăng cung. Thì tóm lại nó có thể làm giảm được cung cầu không, Có. làm giảm cái gì?
Nó tăng cái gì? Ừ, ở tăng thì ở mua với bán thì tăng thôi, thế gì cả. Chỉ có thể tăng thôi, chắc chắn chỉ có thể tăng thôi nhá, đúng không? Ok, Bây giờ giảm có gì, em nói giúp anh cái. có biết đâu. Không không giảm được đúng không? Giảm có gì, Ừ. chẳng bao giờ giảm Ừ. được, nó chỉ mua được thôi, mua hoặc bán được thôi chứ không giảm có gì. Bây giờ chẳng lẽ giảm vào tôi chúng mày mua ít thôi cho nó giảm à? Chẳng liên quan đúng không? Ok, đấy, cho nên anh mới bảo rồi mà, ở cái bài mà xác định tỷ giá cân bằng ấy, nó chỉ có cái dạng bài tập là gì? Đầu tiên là tính tỷ giá cân bằng, xong rồi ấy là chính phủ ấy hoặc là ngân hàng trung ương ấy mua hoặc là bán, thì anh đã bảo rồi, chỉ có cung tăng hoặc cầu tăng thôi, chứ chẳng bao giờ có cung giảm cầu giảm đâu, đúng không? Phải thấy cho rõ. Rồi câu tiếp theo.